đố cả cái yếu vãi luôn đấy kêu. Xanh nầm quá thịt nhà. Nầm toa quá. Ui, có tiếng thịt con mẹ oi xìm không? Cái thịt bạn tại sao em bắn chúng một viên như lại là anh ngắn? Thì anh bắn ca em. Đéo trời nữa, địt con mẹ đéo trời. Bắn lên tôi mới ăn chân. Địt mà mãi người ta được phát nè, địt mãi móc nốt, bạn hiểu không? Ăn hết địt kể kiếm. Tôi thấy rồi đấy, tôi thấy quả sấy rồi. Tôi sấy quả đầu bị trượt mỗi 3 viên thôi, quả sau tôi ngắm chuẩn má. Nhưng mà ông chuyên ông ấy KS của tôi. Còn nhiều gì nữa. Bắn chết mẹ ông chuyên đi. Địt con mạng là rõ luôn, tôi nhặt mẹ hết đồ đấy. Nếu anh em nhặt cái lồn nữa, dội vãi lồn, đã hiểu kiểu gì. Quả này tôi sấy hơi chuẩn đấy các bạn. Lại đùa nhưng mà quả đấy là chẳng qua là đúng đồ ăn mạng thôi. Quả anh sấy bị chuẩn mất mấy cái đầu. Ờ, đó là tôi nhặt con mạng hết là ít khốn. Sai nầm lớn, nầm lớn, nó chả ra lớn đấy. Căn nhất đi con mạng mấy cái thằng này. Bà không, bạn nữa cho là bạn xem rồi chi bạn vào cho em dễ. Giáp ba nhà em này. Giáp ba. Quả đấy em bắn thằng kia xong em còn nhìn lại. Đéo biết phải em bắn nhầm đồng đội không. Nhưng mà em chắc chắn đồng đội của em đồ đéo xấu như thế. Thế nên là em bắn tiếp đi con mạng. Ờ đi con mạng phải em bắn sống thằng hủi vãi lộn em thề. Em lúc bắn mình đã phải nghĩ đi con mạng hay là bắn nhầm đồng đội nhỉ. À đâu đéo phải đồng đội mình đẹp trai vãi lộn. Nhầm lộn trên mặc đồ lại đi con mẹ. Ok nhá từ từ ạ. Bỏ em báo chủ ấy. Anh ơi đi con mạng đừng để em phải chết. Em là streamer mà. Đi con mạng. Thằng ơi anh ơi nó bắn em đi con mạng. Nó bắn cái khẩu lồn gì ấy cay. Trời ơi xin nó bắn. À thế à đi con mạng đâu. Nó ngay trước mặt em này. À thế à đi con mạng cú lừa. Làm lồn chuyện xảy ra. Đi con mạng. Cái này này. Ê Giáp ba nhà kia là ai nhặt chưa? Vẫn trong nhà đấy đấy. Đi mạng Zambo. Đây là nhà này nhà to này. Ok baby. Đéo có mũ mà đéo có giáp vậy. Nóng rồi đấy. Nóng rồi mà. Nóng. Đéo rồi đấy. Đúng nó. Đúng rồi. Ôi đéo rồi. Chúc thương ấy. Ủa X4 anh em đéo nhặt luôn. Có pen đéo nhặt luôn. Nhường đồ cho sơn streamer luôn thế. Anh em đéo nhặt đồ luôn à. Nhà đi anh. Được em. Sống dài nhất kiểu cho khán giả soi rồi. Giữ vậy ba. Tại sao không phải mày sống dài cho nó soi mày cho khán giả xem. Vừa đi đây. Anh ơi địt con mẹ. Thằng anh đốt với tao đấy. Đằng sau anh địt con mẹ. Trời ơi. Đốt cả cái yếu vãi luôn đấy kêu. Sao cô này địt con mẹ. Sao cô đằng sau địt con mẹ. Cảnh bất địt đồng đội chưa. Mày là thằng này nó không gặp dò mình với đi mẹ không. Để biết bạn là streamer đây là các bạn ạ. Tranh thủ đi các bạn không vừa bắn tôi lủng con mạnh giáp ba các bạn ạ. Con coi kìa. May mà ở cái nhà lúc đó tôi vào tôi chống vàng sẵn rồi.
cái giáp vàng nữa. Lại thôi. Thầy ơi. Thì yếu phẩm nữa. Ê, bên này, bên này, bên này. Ôi, giật giật lát nó, cái gì nhỉ? Lên rồi rồi. Ủa, không, không, không. Nhau mẹ bạn nhìn giật phớt bạn đi con mẹ mày bạn ơi. Ông Sa Sa Bèo cái pha như lồn xong gọi là dâm sót. Người ta dâm sót mày đi con mẹ dâm sót đấy. Đi mà dâm liên tục một mồm luôn nào. Đi con mẹ bạn một hít mà phải động cái lồn bạn tôi bảo tôi tính toán hết rồi bạn đi con mẹ một tuổi gì. Đấy nhiều bạn đến một viên. Hai viên hai viên hai viên hai viên hai viên hai viên hai viên. Bịt mày một cái pha, tao thề mày là pha là một trong những pha nhà quê nhất trong cái loại dân sót luôn. Nó đúng nghĩa như kiểu nghĩa đen phần thì ôi ơ, kẹt 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 đút kẹt đút. Bắn nhầm pháp, bịt con mẹ dỗi vãi luôn. Bạn con đi con mẹ, em có mỗi khẩu súng luôn quả đấy, mày nhìn thấy nó rồi. Nếu như làm luôn là đi vào phải dình ăn được bẩn bẩn đối đấy, nếu như hổ. Bà nô nhảy đây chết là chết luôn. Bị cu tè mày bố mày này đi con mẹ mày ngồi đợi vãi cả lồn. Nó đi từ đây ra, nó đéo nhìn vào tôi nghe mà cái đi con mẹ cái thằng này cay vãi lồn. I see what you die bro. Ôi em chết hết rồi. Cùi đi mà. Sao cùi em thua mẹ rồi. Một lát quá nó. Nồi. Cái gì? Hủy diệt mãi nhờ. Cho kết thúc rồi sao ấy. Một tin là đông vãi luôn. Mất dù chết. Nó ở ngoài á đúng không? Uầy, sao sao béo này có kiểu bén. Bén theo với khẩu mẹ ca nhờ. Kiểu kiểu sau lưng trên nhà. Ôi hơi quê tí đua. Sai thế đi kẻ kinh. Nếu hiểu kiểu gì thì cần mẹ thì đấy, vào cái thời điểm mà mình bị bận thì cụ thể là cái cách giảm cân của mình sẽ chia sẻ cho các bạn nó là như này. Đó chính là thức đêm nhiều và nói chung là một ngày các bạn sẽ sinh hoạt một cái giờ nó hơi quá dị như thế. Để ở đây thì vào một cái thời điểm, có một cái thời điểm trong vòng khoảng liền tầm tháng mình sinh hoạt cái giờ nó hơi bị người rời một tí. Tức là chúng ta có thể tính là ngủ dậy vào một ngày thì sẽ bắt đầu vào khoảng chiều đến 5 giờ chiều cái hồi đấy thì tôi cảm giác kiểu mình không thể nào mà mình đi ngủ đêm được á, mình không thể nào mình đi ngủ tối được á, thì cái đợt đấy cứ đến sáng thì tôi bắt đầu tôi đi ngủ được điêu, đến 4-5 giờ thì là sẽ bắt đầu bình minh một ngày thì vào cái lúc đấy dậy rồi. Ê, ok thay đấm nhá, hai đập ba đập ba đập ba đập. Ôi ơi thì con phải làm gì thôi đặc biệt một tủ. Được một củ vào đầu ấy đi mà. Củ con mẹ đang chia sẻ em nóc được hai thằng rồi đó. Đang chia sẻ cách giảm cân bắt nó bắn nó phòi mẹ mày mỡ luôn. Cao con mẹ nó lừa gió. Đang đéo hiểu gì các bạn. Chia sẻ cách giảm cân lại đi con mẹ ơ. Một thằng thì em đi con mẹ phân thân thành thằng khác đi con mẹ sấy. Bốn thằng rồi. Xong ông trên ông ấy còn đi mẹ mày đáp tại một nơi mình ép phát ra cái con mẹ thằng mũ ba luôn vãi cả lồn. Nếu hiểu kiểu lồn thì đi kịch kịch
lừa hết đi các em đứa hiểu kiểu gì các bạn đi mà rồi mà lần đi đang có thiệt một củ mà đu mẹ lừa rồi thề.